Xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình CMC. Hôm nay đề tài của chúng ta là về việc sử dụng súng và làm thế nào để sử dụng súng cho an toàn. Hiện nay tình trạng cướp giật, khủng bố và việc sử dụng súng bất hợp pháp xảy ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, người Việt của chúng ta lại có một cái thành kiến rất là không tốt về việc sử dụng súng. Thì để hiểu rõ hơn về vấn đề đó, chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện với hướng dẫn viên Quốc Võ, một người thầy có kinh nghiệm lâu năm về việc sử dụng súng. Hello anh Quốc Võ, thì như em đã nói ban nãy là người châu Á có một thành kiến rất là không tốt về súng. Thì lý do gì đã khiến anh đam mê về súng và chọn trở thành một giảng viên dạy bắn súng? Xin chào em, chào quý vị. Quốc Võ thì đam mê súng, cái súng này là từ nhỏ luôn. Coi phim action, coi phim Mỹ, coi phim rất là bị nhiễm luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là ở bên Việt Nam á, hồi xưa anh không có chơi súng được, bởi vì đó là trái phép mà, người ta cấm không cho. Nhưng mà cái niềm đam mê nó vẫn còn cháy bỏng cho đến khi mà anh qua tới Mỹ này á, thì đó là cơ hội. Nhưng thời gian đầu thì anh là không có cái điều kiện để mà chơi súng, tại vì phải là làm ăn. Nhưng mà sau đây thì anh mới từ từ anh mới ổn định cuộc sống của mình rồi đó. Thì sau đó anh mới tình cờ anh gặp một người thầy dạy bắn súng người Mỹ. Thì anh ông đấy mới chỉ bảo từng bước làm thế nào để sử dụng súng, làm thế nào để sở hữu một cây súng. Đó thì sau đó anh mới thấy cái đam mê quá. Thì anh nghĩ đã đến lúc rồi, mình phải chơi rồi đó. Thì sau đó anh mới từ từ mình học hỏi rồi mình mới mua một cây súng đầu tiên. Rồi sau đó những cây súng tiếp theo. Đó thì rồi sau đó anh mới hồi nãy em đang hỏi cái câu hỏi về tại sao là sử dụng súng đúng không ạ? Thì anh lại nghĩ thì ở trên đây, đất Mỹ này mình cần phải nên có một cái gì đó để mình tự vệ cho mình và cho gia đình của mình. Nếu như anh gặp cướp vào nhà em thì em cũng có một cái gì đó để em tự vệ. Thì đó là một cái lý do rất là chính đáng. Em là con gái nhưng mà em cũng thích súng lắm. Mẹ em không biết gì về súng hết trơn á. Thì theo anh, một người không biết gì về súng như em phải mất khoảng thời gian bao lâu để thành thạo việc sử dụng súng và để sở hữu một cái bằng sử dụng súng hợp pháp? Câu hỏi này của em rất là hay và cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Thì anh nghĩ không có khó đâu. Nếu như em có cái lòng đam mê thì sẽ không khó. Bởi vì học thì dễ lắm, có sách vở đầy đủ, rồi có internet, có YouTube, em có thể lên em search em này nọ. Nhưng mà theo anh á, theo kinh nghiệm của anh mà dạy cho học trò á, thì trong vòng 16 giờ anh thường dạy khoảng ngày thứ bảy, ngày chủ nhật 2 ngày thôi, mỗi ngày 8 tiếng thôi là xong. Thì anh chia thời gian lên như thế này, 4 tiếng đầu á, thì anh dạy về lý thuyết căn bản, 4 tiếng sau anh dạy về cách về những cái luật pháp mà nên biết, tại cái đó quan trọng lắm em. Qua ngày hôm sau, 4 tiếng đầu tiên anh dạy về cách tháo ráp các loại súng. Rồi 4 tiếng cuối cùng á, trước khi mà ra trường đó, thì anh dạy về, trong vòng 3 tiếng đầu thì anh dắt học trò ra ngoài mấy cái range indoor đó để bắn, tập bắn. Rồi cái tiếng còn cuối cùng thì anh cho làm bài kiểm tra. Đã lúc nào cũng có bài kiểm tra đúng không? Bài kiểm tra thì làm cái test thì trong vòng khoảng chừng 50 câu. Sau khi em làm cái test xong đó, phải làm cho đúng nha. Rồi anh mới cấp bằng. Cái bằng của anh thì nó có giá trị thực dụng như thế nào và em có thể dùng cái bằng đó đi mua súng và sử dụng được tất cả các bang khác ở nước Mỹ được không ạ? Cái bằng mà anh cấp cho em đó là cái bằng đó gọi là Handgun Safety của National Rifle Association cấp, tức là cái bằng đó nó của là Hiệp hội Súng trường của Mỹ cấp, chứ nó không phải là của Bộ Tư pháp cấp. Cái bằng của anh nó có chứng nhận là em đã qua một cái lớp huấn luyện, cái lớp đào tạo về căn bản về súng. Còn nếu như em muốn mà mua một khẩu súng thì em phải ra ngoài bất cứ một cái tiệm bán súng nào ở trên vùng Cali này, thì em làm một cái test 30 câu. Một cái test đó nó bắt buộc của Bộ Tư pháp cấp cho em. Nhưng mà đừng lo, bởi vì khi mà em học xong cuốn sách của anh rồi á, thì em làm cái bài test ở ngoài kia là nó easy. Tại vì cái bài test của anh tới 50 câu mà 50 câu khó không à. Còn bài test của kia chỉ có 30 câu thôi, nhưng 30 câu dễ. Thì em bảo đảm em học xong thì em 16 giờ đó thì em bảo đảm là em sẽ đậu cái bằng đó. Nhưng mà cái bằng này nó chỉ có giá trị trong Cali thôi, chứ nó không có qua tiểu bang khác được. Em cũng không có thể mà từ Cali em qua bên tiểu bang khác em mua súng được. Cái súng đó nó chỉ bán cho cái người là cư dân của thành phố nào, của tiểu bang nào thì cư dân tiểu bang đó thôi. Anh có đem cuốn sách đó theo không cho em, coi với? Đây. Cuốn sách này là cuốn sách anh cũng mới vừa viết xong, chưa được xuất bản luôn. Nó gọi là Hướng dẫn sử dụng an toàn súng bằng tiếng Việt nha em.
anh. Nhưng mà đối với một người con gái như em á, chỉ muốn dùng súng để phòng thân thôi, thì nên sử dụng loại súng nào và giá cả ra sao ạ? Với một người con gái mà yếu đuối thì coi như là mình, thật ra em biết không, nó có nhiều loại súng để mình xài lắm, từ nhỏ bao nhiêu đạn cỡ bao nhiêu cho tới đạn lớn bao nhiêu. Nhưng mà khi mà em học trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, cũng gần cuối cùng cuối giờ đó, thì anh dắt em ra ngoài trường bắn, anh dạy cho em, thì anh cho em thử nhiều loại súng khác nhau, từ cỡ đạn nhỏ cho tới cỡ đạn lớn, và coi thử coi cái tay của em nó phù hợp với lại cỡ đạn nào, thì anh sẽ khuyên em nên mua cái súng loại đạn đó. Thường thường là nếu mà tự vệ ở nhà đó, thì mình mua cái loại đạn đừng có nhỏ quá, bởi vì biết sao, khi mà nhỏ quá anh cướp vô nhà bắn nó không chết em ơi. Giống như là coi như là phải đủ sức, cái súng nó phải đủ sức, sức mạnh đó. Còn nếu mà bắn chơi thể thao thì em có thể bắn nhiều nhiều loại, còn tự vệ thì em luôn mua cái súng mà cái loại đạn nó cũng đừng lớn quá nhưng mà nó không phải nhỏ quá đó, thì em mới tự vệ được. Thì sau khi em học xong thì em sẽ biết mình hợp cái súng nào thì mình mua súng đó. Còn nói về giá cả thì nó thiên hình vạn trạng, nó từ 300-400 cũng có, mà nó vừa 5-7 ngàn đồng cũng có luôn. Nó nhiều loại brand name mà dĩ nhiên là tiền nào cũng lấy rồi. Cái súng mà mắc tiền thì nó càng tốt, nó càng là bền, và bắn không bị sợ kẹt đạn này đó. Và hiện nay trên thị trường thì có bao nhiêu loại súng và giá cả dao động từ đâu đến đâu ạ? Súng thì coi như là hiện tại bây giờ nếu anh cởi phải cả ngày luôn á, tại vì nó hàng trăm loại khác nhau. Rồi giá cả thì giống giống như nói hồi nãy đó, là nó từ 300 cũng có, 5-7 ngàn đồng cũng có. Đó. Thì thường thường á, nên em mua cái súng mà để tự vệ, em mua cái súng khoảng trên 1.000 đồng, từ khoảng từ 1.000 cho tới 1.500 thì em có thể là ok rồi, nhưng đừng mua thấp hơn nữa, nó không tốt lắm đâu. Yeah. Theo anh thì đối tượng nào nên sử dụng súng ạ? Đối tượng thì mình phải nói về cái độ tuổi, chứ còn nam nữ thì đều được hết. Nhưng mà độ tuổi theo anh thì là 18 tuổi thì được sử dụng súng trường, tức là rifle. Còn 21 tuổi trở lên mới được sử dụng súng ngắn, đó là handgun. Thì 18 tuổi thì em có thể em học, rồi em làm cái test của anh, xong rồi em ra ngoài kia em làm cái test của 30 câu của Bộ Tư pháp thì em mua được súng trường. Còn mà về em muốn bắn thì em giờ em mới 18 tuổi thôi, em muốn bắn súng ngắn, em muốn sử dụng súng ngắn thì không được, nhưng mà bắn thì được. Thì với điều kiện trên 18 tuổi thì em có thể tự đi ra ngoài trường bắn được, nếu em có kinh nghiệm về bắn súng. Còn nếu em dưới 18 tuổi thì em phải có cha mẹ đi theo, thì để nói chung là để coi ngó này nọ nữa, luật là nó phải như vậy. Còn cho đến lớn luôn, cho đến khi mà già luôn, khi nào mà em cầm cái súng không nổi nữa thì lúc đó em còn không bắn nữa. Chứ anh có nhiều thấy nhiều người Mỹ họ 80 tuổi họ còn đi bắn đấy em. Nếu họ còn khỏe họ còn đi bắn được. Yeah. Nói chung là do đam mê của mỗi người thôi quý vị. Và nếu như em mua súng để tự vệ thì em có bỏ theo trong người, trong xe hay là trong nhà, và phải như thế nào mới gọi là hợp pháp anh? Vấn đề này rất là nguy hiểm nha, tại nên liên quan tới pháp luật. Bởi vì nếu mà khi mà em sử dụng súng, sở hữu súng rồi đó, chỉ cho phép em là để trong nhà tự vệ thôi. Còn nếu em muốn mang ra ngoài đường, bỏ trên xe của em, thì cây súng phải tháo đạn ra hết và bỏ trong một cái hộp riêng có khóa. Băng đạn của em phải được bỏ trong một cái hộp riêng có khóa và phải để phía sau cốp xe, phía sau. Tức là cách rời vừa bắn đạn và súng ra. Thì ăn cướp mà nó cứ tới thì nó chỉ súng vô đầu thì nói thôi giờ khoan chờ tôi chút, tôi ra sau tôi lấy băng đạn cái đã. Lúc đó là nói cho nên là tốt nhất thì coi như là không có nên đem súng theo trong xe. Cái súng để học ra để làm gì, để anh khuyên em chỉ để ở nhà thôi, để tự vệ thôi. Mà khi trong nhà em thì em có quyền bỏ băng đạn vào trong súng, thậm chí em lên đạn sẵn luôn, lên nòng luôn, để cho ăn cướp nó vô cái là mình có đồ tự vệ liền. Anh có lời khuyên gì dành cho quý vị khán giả không ạ? Lời khuyên thì chắc suối mà bà con đi mua súng. Vâng, thì coi như là Quốc Võ cũng tiện đây cũng xin nói một vài điều với lại quý vị là súng nó không phải là giết người, chỉ có người giết người thôi. Súng nó chỉ là một cái công cụ giống như một cái dao, cái kéo, cái nĩa, cái gì, mấy cái đó cũng có thể làm cho tổn thương tới người được. Và nếu như mình biết cách sử dụng súng an toàn thì nó rất là an toàn. Đặc biệt là mình nên cẩn thận với lại trẻ em thôi. Để súng trong nhà cũng phải là có khóa, có đồ đàng hoàng, bỏ trong két sắt và khóa lại, và xa cái tầm với trẻ em. Và khi mà trẻ em nó có những cái mà nó muốn tò mò về súng thì mình đừng có giấu giếm gì hết, mà mình nên nói rõ về cái sự nguy hiểm của súng đối với trẻ em.
để cho trẻ em nó hiểu là cái súng nó rất là nguy hiểm, và mình nên nói cho nó biết là làm thế nào để cho sau này con lớn lên đúng 18 tuổi ba sẽ dạy cho con về sử dụng súng, còn bây giờ cái này rất là nguy hiểm, không phải là đồ chơi đó, cho nó biết. Và bây giờ là cái nạn trộm cắp, cái nạn ăn cướp nó vô nhà nè, rồi rất là nhiều, bởi vì cái nhà tù bây giờ quá tải thì thả tù nhân ra thì đôi khi là nó cũng nguy hiểm đến tính mình. Cho nên là nếu như ai mà còn e ngại về súng thì cứ là không phải e ngại nữa, mà cứ hãy đi học một cái khóa về an toàn súng. Chứ cho dù mình có sử dụng hay không sử dụng, mình có sở hữu hay không sở hữu, mình cũng nên học một khóa để cho biết là cái súng nó như thế nào thì để cho nó an toàn. Thì cái đó là điều tốt thôi em. Cho nên là anh thấy là thôi em cũng nên học là vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu cho chương trình. Và nếu mà bây giờ khán giả của chương trình muốn liên lạc anh để học bắn súng thì liên lạc như thế nào ạ? Muốn liên lạc với quốc giáo bắn súng thì tới xin liên lạc ở cái địa chỉ là quocgioi.music@yahoo.com, thì đó là cái email của quốc giọ. Còn nếu không thì cái điện thoại cho quốc giọ số là 714-247-9474, thì sẽ liên lạc được vào quốc giọ. Nếu những có những thông tin gì về súng thì về muốn hỏi về an toàn súng thì quý vị cứ không đừng ngần ngại mà hãy gọi cho quốc giọ, thì quốc giọ sẽ trả lời chi tiết hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quốc giọ.